begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
tia bay chiếc mài hờ chu đồi phố me má trùng tó tóc cằn má tay hơn là rào má đừng khẩu tó vóc má tóc năm hầm lùa má bên phùa bên me sang cao bên bay lời thức nóng có chiếc bên đồi sơ ngồi bé thò chiếc bên me hơi lờ bấy chiếc bên đồi sơ ngồi cái có chiếc bên me hơi lờ xìa chiếc bên đồi phố me số sòng có chiếc bên me chơi lời hay xin đường mới phòng lụa hồng làng sao bạn là phố già tám nay sao cá mới phù bên phú bên già phù bên tà bên nay phù bên ai bên ép bên chính thiên sao bạn trời mới năm nóng thành niên phù nhiên chăn sư thường bó cai phù chơi chăn sư thường bó tăng làng mà sau này mới lúc mới tả mới bị đồng bàn tao còn có băng xì bị hay bấu trà băng xì bị na bấu hù ao cằn té năm nửa sửa đi bị hụt kiềng mà trong khúc trong bùn ở sang lu sang làn hao có ba mớ phe hao làng no rú nặng no phùng tạp ao cằn di chuyển năng nặng tan khổ nặng tê lên mày hơi cắm kìm cho ta nhớ chén lẩu thái chén trôm trước hở sang làn hao lầy tiền phùa bên nia xin thương mở làng sau cá mươi có ba cá mươi tiếng lại có nghe bị nồng we'll be right back.
vâng. Xin được nhiệt liệt và hân hoan chào đón quý vị quan khách. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép Thường Khuê xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất để chào đón chú rể Lò Văn Tập Sánh Duyên cùng cô dâu Lò Thị Trang sẽ tay trong tay bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt của ta để kiếm nào xin mời. Vì đồng ơi, bước tổng trong chiều trần nhớ sầu đồng tọt phát bắn gửi bắn hao đất vì đồng ơi. Em phải đi sẵn tay đi, em phải đi sẵn tay, sẵn tay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, xin chào mọi người mến. Như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta đang tay trong tay bước lên trên sân khấu tình yêu. Cô dâu chú rể của chúng ta không chỉ cầm tay nhau trong buổi trưa ngày hôm nay mà sẽ nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau một câu rằng sẽ đưa nhau đi đến suốt cuộc đời này ạ. Một lần nữa chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay để chào đón cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong năm 2023 của chúng ta đây nào quý vị ơi. Vâng, kính thưa quý vị, chào mừng các mến. Hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, rạng ngời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến. Và tình yêu của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ tạm làm chồng, đủ công làm vợ, đủ nước đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả quan viên hai họ về mừng cho đám cưới, đủ cả anh dưới và đủ cả chị trên, đủ cả bốn bên vừa một ngày hạnh phúc. Một lần nữa chúng ta hãy nổ ra một tràng hoa tây để chúc mừng nhau quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chào chồng và kính mến. Phải nói rằng là mong sao con khôn lớn nên người, mong con khôn lớn từng ngày từng đêm. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chào chồng và kính mến. Để có được như ngày hôm nay đó chính là nhờ ơn dưỡng dục vô bờ bến của Hồ Trình Thành. Sau đây ban tổ chức xin được chào chồng và kính mời lên trên sân khấu về phía gia đình nhà trai gồm có bố Lò Văn Kim và mẹ Ngân Thị Bang là song thân phụ mẫu của chú rể Văn Tập. Về phía gia đình nhà gái gồm có bố Lò Văn Toán và mẹ Lò Thị Hóa là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Thị Trang. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình thông gia của chúng ta sẽ nắm tay nhau bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt với toàn thể quý vị cũng như đứng cạnh hai con của mình như nào. Xin trọng kính mời ạ. Quý vị xin chào và kính mến. Hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là những hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Đó chính là hai bên gia đình tham gia cũng như cô dâu chú rể trong buổi trường ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị xin chào và kính mến. Sau đây để tỏ lòng cảm ơn đến quý vị quan khách thay cho lời nói thật sự sâu sắc nhất và ý nghĩa nhất trong buổi trường nay, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình tham gia cũng như cô dâu chú rể hạnh phúc nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghiêng mình, cúi mặt cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách của mình nào. Xin mời. Xin vâng, kính thưa quý vị, chào chào mọi người mến. Đến với buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi rất lấy làm vinh dự được qua ở đây, được trở về đây để phục vụ các chương trình văn nghệ cũng như làm cầu nối tình yêu cho đoàn trẻ trong buổi trưa hôm nay. Xin vâng, kính thưa quý vị, chào chào mọi người mến. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chắc chắn rằng hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu chú rể và ban tổ chức của chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế mong quý vị chúng ta cùng lượng thứ và bỏ qua cho. Dạ vâng, một lần nữa thay cho lời nói tới hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể, sau đây cho phép MC Trần Khuê sẽ có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái cảm ơn tới tất cả quý vị chúng ta. Trong mừng tên lại vợ mẹ Pino Hoàng Sương sang bon nong đùng lù lán hao qua còn lại em liền sùng trùng nhớ tuổi xếp bếp vì nhưng chắc dự bền sao tuổi sao vì chắc chắc sao bền báo chẳng và sao phồng tử khăn ế bản sai chai luôn nửa khăn lại bản năm khăn và mang cả báo trừ hồng hạc lông chai hồng pháo lông banh bước chừa chừa mắt lai bước chừa sái mắt hồi sang sòng tận nòng hâu còn trắng này phò cả năng điện thoại phù sóng cường mương sương cả năng khót quang chào hèn và có nhằn báo cột cuồng tông báo khổng la trừ chai của tóc sắc ải hiệp và chiềm tế lù nhớ cừng xa sùng phiền báo bảy sáu nghìn gốc chu bày tua lại mương hết sương kiều con lời
khóng móc lì tò pha phóc hào lùm bò thị trang con lì tè lò khai á muôn sáng anh hay lù tô sơ em cái má hạc hạp bánh lồng nặng thọt bên đi bón vú bón da bón tà bón nai có hà này mười lì bên chăn mười sàn bên chép mười đẹp chưa đi vì chuyên buồn mà chúng tổ chức bắt khẩu hộp muôn thờ sòng lù sòng thầu đẩy nhai cốc mà hộp hầu đẩy nhai cầu mà hộp mòn đẩy non sòng tó nà nhưng chắc sạt lên sứa mà hà chắc chắc sạt lên pha mà sù bên nắm đùa phùa mi bên đôi sang đôi thú bên cù sang cù kim chẳng cáo mới họ lại ải lại em lại bò lại mê không có ao cằn tại nắm nửa sửa lì bị bùa kiểng mắt tụng tôm chôm buồn buồn sòng tòa làm hâu của bà mở bàn tổ chức sắp khỏi cô đại tặng nà sòng phái chuyên các bà sò nhóc qua mở đôi phép nóng cả mê đi chôm chôm thở ải nòng phùa mê phạc hào hoàn khăn manh phù diệt vía bàn nhường tướng trời bàn phù diệt vía mưng nhường tướng trời hù phù chóng ca phải ca lệ tướng bàn phòng phù xuống nòng xuống nam và tổ mau liêng đu thầu thở nhảy sùng bàn phù diệt đồ làn bỏ phát ngăn hù diệt khẩu hay hung là diệt khẩu na hong còng xiềng sang bờ sầy sang nhọt khai mà ca mà bên đất bà mẹ cho phù lại cô này đơ pì mắng hào hắn đơ pì nòng đơ Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả và kính mến, quả đúng thật là tình yêu thì như thế nắng mặt trời, tình yêu như sóng biển chiều hôm, tình yêu như chén rượu nồng, uống vào một chút để hồng đôi môi, hôm nay ngày lễ sánh đôi, góp tình đôi đứa của anh với nàng. Dạ vâng, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cứ lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại gần xa, nắng mưa cũng quyết mà phòng bà cũng liều. Dạ vâng, đó chính là mừng cho hạnh phúc đứa đôi, mừng cho đời bạn trọn đời thủy chung, bấy lâu ngày dài như mơ, hôm nay thỏa sức đợi chờ ước mong. Và giờ đây, đôi bạn trẻ nguyện chung sức chung lòng, chung chăn, chung chiếu, chung phong, chung bàn, chung mơn hơi thở chứa chan, chung cha, chung mẹ, chung một gia đình ấm êm. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, trong tiết trời ấm áp của ngày hôm nay, đó chính là thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023, tức ngày 23 tháng 1 năm Quý Mão, được tổ chức tại gia đình nhà trai bản Đông Trường Khoang Quỳnh Nhai Sơn La, trước sự hiện diện của bà con cô bác trong xóm ngoài đàng đang tay bắt bừng từng bước chân son và trẻ con cùng đến chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Sau đây cho phép MC Xuân Khuê xin được trinh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Văn Tập Sánh Duyên cùng cô dâu Thị Trang. Thị Trang Văn Tập xin thính thức được bắt đầu. Bị đồng ơi, mưa tốt trong chiều à, trong khởi mở bao mở đâu bị đồng ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, sau một trận pháo hoa vừa rồi thì có nghĩa rằng nói chung là cô dâu chú rể của chúng ta đã nên duyên vợ chồng về chung sống một mái nhà ấm êm hạnh phúc đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, một lần nữa ban tổ chức xin được chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, thiên trường địa cửu, mãi mãi không rời xa. Chúng ta hãy nổ ra một tràng vào tay để chúc mừng đi nào quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay thì có gia đình anh chị Ánh Điện và gia đình anh chị Phú Thủy cũng đã chuẩn bị món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ gửi tới hai cháu của mình đúng không ạ? Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Ánh Điện và gia đình anh chị Phú Thủy sẽ bước lên sân khấu tình yêu, sẽ trao cho hai cháu của mình những món quà hạnh phúc nhất, đặc sắc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị sẽ không phải mến và đúng thật là ngày vui tháng đợi bên chờ, cô chú tặng một đời vàng son, sống cho thảo dễ hiền nha con. Mẹ tặng hai đứa là để đối con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài. Cô chú vui. Dạ vâng, kính thưa quý vị sẽ không phải mến, trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ có rất là nhiều đường thiếu sót, chính vì thế quý vị chúng mong quý vị chúng ta cùng lượng thứ và bỏ qua cho. Pì nòng ơi, pì nòng là mi món quà lão khẩn ba đó, pì nòng nữa mà tặng cô dâu chú rể là pì nòng nữa. Dù mà bên cánh mua cái mà Pì Nông nữa, xe ô tô, xe máy, xe máy bin các kiểu mà nữa. Từ ăn xúc khỏi chậu về nữa Pì Nông nữa, ô tô mẹo mà nữa.
Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, như vậy là món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất và đặc sắc nhất trong buổi trường hôm nay cũng đã gửi tới cô dâu chú rể của chúng ta rồi không ạ? Một lần nữa cho phép Thuận Khuê xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như lời lời chào cô dâu chú rể xin được cảm ơn gia đình anh chị Ánh Điện và gia đình anh chị Phú Thủy. Chúc cho gia đình của chúng ta có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Học bạn nơ, xung quanh bộ nơ, Mia sẽ sạch hờ, tạc hờ, lưu hậu sầu với nơ. Chúc hờ người ta gân hâu là, trời ca nơ, này ngân hán, khải quán, này ngân kèo, tiêu ta, này ngân đồ nam bí nơ, ai ôi bộ nơ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chân trọng và kiếm bến, và đúng thật là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ tiến về phía tháp ly tình yêu của ban tổ chức để làm nghi lễ rót rượu sâm banh hạnh phúc của đời mình đi nào. Xin chào kính mời hai em ạ. Vâng ạ, chú rể của chúng ta đang làm việc với chai sâm banh đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho chú rể được không quý vị ơi? Xin mời chú rể của chúng ta hãy lắc thật mạnh đi ạ. Lắc lắc sóc sóc thật mạnh được không ạ? Vâng ạ, quá tuyệt vời đúng không ạ? Xin mời chú rể ạ. Xin mời em vặn ra một tí đi ạ. Vâng ạ, rất là hạnh phúc và ngọt ngào đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy tay trong tay khui lên tháp ly nào. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, như vậy là những giọt rượu hồng của đôi bạn trẻ đã được rót ra. Ly đầu tiên cũng chính là ly cao nhất, chúc cho đôi bạn được yên bề gia thất từ đây. Tiếp theo diễn những tầng mây là bát đi dầu cắp đầy tình thương, chúc cho quý khách bốn phương gia đình hạnh phúc rộng đường vinh quang. Còn sáu ly kế tiếp rất là cao sang, chúc cho hai họ vẻ vang muôn đời. Còn các ly phía dưới người người, chúc cho đôi bạn nghìn đời với nhau. Chúng ta hãy đổ ra một tràng pháo tay để chúc mừng nào quý vị. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy tiếp tục đi ạ. Xin mời con chào chú rể và tiếp tục mở trại sâm banh thứ hai đi ạ. Áo lẩu bên ông nữa, áo lẩu bay bom nữa bên ông nữa, cho mắc khải lẩu mỡ nữa bên ông nữa, khải lẩu mỡ trông băng mỡ cười mỡ nữa bên ông nữa, ông hai con dùng cái tầng nữa bên ông nữa. Vâng ạ, xin mời em tiếp tục đi ạ. Vâng ạ, rất là hạnh phúc và ngọt ngào đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy tiếp tục đi nào. Vâng ạ, nửa chai còn lại sẽ rót ở sáu ly bên dưới và nửa chai còn lại sẽ rót lên tháp ly. Kính thưa quý vị thân mến, quả đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai phù bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, tận tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Sau khi rót xong, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể hạnh phúc nhất, đặc sắc nhất và ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ dâng lên cha lên mẹ của mình những cái điều ngọt ngào nhất, điều hiểu nhất của đời mình đi nào. Xin được trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp sẽ mời bên bố mẹ chồng và chú rể đẹp trai sẽ mời bên bố mẹ vợ. Và hai ly còn lại, hai ly tình yêu, tình viên mãn, tình phù thề, chúng ta sẽ mời nhau. Và chúng ta ở bên dưới cũng sẽ rót ra sáu những chén rượu của mình thật là đong đầy được không ạ? Vâng ạ, sau khi dâng lên cha lên mẹ xong, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể hạnh phúc nhất trong buổi chiều hôm nay. Chúng ta sẽ quay vòng tròn lại với nhau để chúc nhau đi ạ. Xin chào kính mời ạ. Một lần nữa xin được chúc cho gia đình của chúng ta luôn luôn gắn kết tình yêu thương, luôn luôn gắn kết tình keo sơn. Chúc cho gia đình của chúng ta có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trường nay, một lần nữa cho phép Thuận Khuê xin được làm phiền quý vị trong vòng 30 phút được không ạ? 30 giây được không ạ? 1 giờ được không ạ? 20 tiếng được không ạ? Vâng ạ, chôm cái đó phía nông đâu. Pin ông ơi, áo cắn khái lẩu bay bom nữa pin ông nữa. Khay lẩu lạnh nhìn muôn nè bà. Tớ gần xung khỏi chi sò nhó chén lẩu bay bom bay xú lại cốt còn nữa pin ông nữa. Áo cắn khái lẩu tem bóng nữa pin ông nữa lại bảo pin ông ơi. Quý vị ơi, tính thử nữa pin ông nữa. Vâng ạ, đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa hôm nay, Thường Khuê rất lấy làm vinh dự về còn làm cầu nối tình yêu cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa. Trời nữa. Chuẩn bị chưa quý vị ơi? Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể tiến về phía trung tâm sân khấu đi ạ. Làm nghi lễ, uống rượu, ra bôi, xin chào kính mời hai em ạ. Thần Khuê thì chắc kính nước pin ông nữa. Nếu tạo được thì nước pin ông nữa. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, nước pin ông nữa. Anh em ơi! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! Thôi nữa, hào hoàn đây nữa. Âu Hành nữa. Con người xin mời gia đình ạ. Thảo Phan ơi, anh quay tay nữa.
vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là phần ra mắt của cô dâu chú rể trong buổi trưa hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa ban tổ chức xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như lời lời cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay xin được chúc tất cả quý vị chúng ta có một bữa tiệc thật là vui tươi và ngon miệng. Xin được xuống mày em bỏ về cho phụ này cô nên đâu à sang ngân à ai ôi ô quá cái tái này phụ ra quá các bạn đính noi quá cờ cho mi